Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với góc lan kiếm của vườn lan Sơ Rá. Hôm nay thì lại phải tiếp tục tách thêm một cái chậu kiếm Hồng Văn Giang ra để chia sẻ giống cho anh em đặt mua mọi người ha. Thì những cái chậu hôm trước thì tách ra thì anh em cũng đã đặt hết rồi. Và cái cây kiếm Hồng Văn Giang là một cái cây kiếm cánh bầu, chắc có lẽ là có cái lượng fan đông đảo nhất Việt Nam hiện nay rồi. Bởi vì cây khi mà hoa nở cho ra cái bông nó sai chi chít như là pháo mọi người, cũng nói là cái cánh nó bầu đẹp cực kỳ. Chính vì vậy thì hầu như anh em nào đã chơi lan kiếm là đều yêu thích và đều sưu tầm cái giống kiếm này. Đặc biệt là cái cây kiếm nữ hoàng cánh bầu Hồng Văn Giang này thì giá nó cũng rẻ phải chăng nữa. Anh em mua 1-2 tép về làm giống là rất là ok luôn mọi người nha. Và hiện tại bữa nay thì bên em đang chia sẻ giống với giá là cứ 100 ngàn một tép mọi người nha. 100 ngàn tép. Đây mọi người có thể xem là những cái tép trong đây. Về là tép nè, có cả những tép nó đang có nụ mọi người. Lúc đầu mới nhìn, lúc chưa tắt thì chưa nhìn thấy nụ đâu. Tắt xong thì mới bắt đầu thấy những cái nụ của nó. Đây mọi người xem, cái nụ mới nhú nó mà nó đã kiểu tròn tròn vuông vuông nè, nên là cái cây này nở ra hoa bầu đẹp lắm. Và cái chậu này thì có một vài cái tép nó bị kiến nó cắn á mọi người, một vài tép đây mọi người, và cái chỗ vết đây là vết cái kiến nó cắn á. Nhiều khi mình trồng chăm sóc để ở trong góc vườn không để ý là mấy con kiến nhỏ nhỏ nó cứ bu nó cắn này nè. Đấy mọi người sao mấy kiến này nè, đó mấy kiến nó cứ lên lá là nó cắn á, chứ không phải là bệnh gì đâu. Thằng này thì vườn em đã xử lý rồi, phun Movento một phát là mấy con kiến này là chết hết mọi người, phun phúc kiến phát là chết ngắt hết nên là anh em về chúng để ta trồng chăm sóc kiến, ta để ý mấy con kiến tí. Nhiều khi lơ ngơ lông ngấu là nó cứ cắn là hư lá uổng. Và đây thì nói chung là em đã tách sẵn ra rồi, cứ tép như vậy. Và nếu một tép như vậy là bên em chia sẻ với giá là 100 ngàn thôi nhé mọi người, 100 ngàn tép ha. Rồi, và mọi người chưa biết mặt hoa của kiếm Hồng Văn Giang đẹp ra sao thì đây, mời mọi người cùng xem đoạn clip hoa nở tại vườn em mọi người nhé. Mọi người sẽ thấy là cái hoa khi mà nở thì cánh nó bầu cực kỳ, bởi vậy người ta mới gọi là nữ hoàng cánh bầu Hồng Văn Giang mà. Cánh nó bầu tròn to, cùng với đó là cái vòi hoa, là cái mật độ hoa nó mọc chi chít nhau, nó sát nhau lắm mọi người. Khó mà kiếm được cái cây kiếm nào mà có cái mật độ hoa nhiều như là cái cây kiếm Hồng Văn Giang này. Có nhiều cây thì hoa nó không sai, nhưng mà cái mật độ hoa nó không có dày bằng cái cây này. Cây này không hiểu sao mà tự nhiên là ở rừng Việt Nam lại lôi ra được một cây kiếm mà nó lại cho ra cái mức độ hoa nhìn nó rất là lạ như vậy. Rồi, hoa đẹp mọi người ha. Rồi, cây thì có nguồn gốc từ huyện Quang Bình của tỉnh Hà Giang mọi người, được một người mang về Văn Giang Hưng Yên sổ hoa ra và đặt cho cái tên là Văn Hồng Văn Giang ha, để lưu gọi là nhớ về cái nơi đầu tiên mà nở bông ra. Đó là cái nơi nở bông nha, chứ còn cái nguồn gốc cây là nó ở huyện Quang Bình của tỉnh Hà Giang. Bởi vậy ngoài cái tên Hồng Văn Giang ra thì đôi khi một vài anh em vẫn gọi nó là cái cây Hồng Hà Giang mọi người nha, Hồng Hà Giang. Rồi, đó thì hôm nay thì em có những cái tép lẻ đây, thì cứ 100.000 tép thôi mọi người, 100.000 tép. Có một vài tép thì nó có lỗi kiến cắn tí nha, nhưng mà về trồng không sao đâu mọi người, về gọi là làm giống thì thoải mái. Có cả một vài tép, 1-2 tép gì đang nụ nè. Đây có một vài tép đang nhú nụ nè. Tép nè. Rồi, có cái tép này đẹp nè, tép này tơ đẹp nhưng mà kiến nó cắn nhiều quá, nó bu cắn. Nhưng mà được cái là lên hai măng đẹp mọi người. Anh em nào không ngại kiến cắn thì mua tép này cũng được. Rồi, giá nó như vậy thôi, cứ 100.000 tép. Đó, đây có một số cái tép già xấu thì em giữ ra em trồng nhân giống. Thằng này nó nhân giống cũng nhanh mọi người, cứ một năm thì từ một tép ban đầu thì chúng ta nhân lên thành cả chục tép. Ngoài những cái tép lẻ đây thì bên em cũng có một vài cái dừa đôi, anh em nào muốn sưu tầm dừa đôi mọi người, kiểu dừa hai thân đây thì cũng tính giá hai thân thôi là 200 cứ 100 tép. Đây dừa này, dừa đôi đây, một vài lỗ kiến cắn. Đây dừa đây thì măng mầm nhiều, này có tí lỗ lá đấy. Rồi đây cũng dừa đôi, thằng này lá nhăn nè mọi người. Có dừa lá nhăn nè, lá nhăn nhìn hay, nhưng mà bị kiến, vài con kiến cắn. Rồi đó, những cái dừa hai thân này thì tính giá hai thân thôi là 200, còn tép lẻ thì cứ tính giá 100 tép, rất là lẻ cho cây kiếm Hồng Văn Giang này.
anh em Hồng An Giang thì anh em cứ yên tâm, cây không bao giờ lỗi thời hết, bởi vì nó hoa nó đẹp á, nên là người ta đến với cái cây kiếm Hồng An Giang và người ta sưu tầm cái cây kiếm Hồng An Giang này vì cái nét đẹp riêng của nó, chứ không phải là bơm thổi gì đâu mọi người nha. Và ngày xưa thì giá nó không cao lắm, cái thời mà em mua làm giống giá nó không phải tầm 2-3 triệu một tép á mọi người, cái hàng chuẩn hoa nha, cái hàng mà trôi nổi trên mạng thì không nói, nhưng mà cái hàng chuẩn hoa thì nó rất là giá rất là cao. Và bữa nay thì anh em đã thấy rồi, những cái giống lan hoa đẹp thì giá nó ngày càng phải chăng để anh em ta có thể sưu tầm. Và những cây kiếm Hồng Giang này thì mọi người có thể sưu tầm giống, sau này ví dụ có nhiều thì chúng ta có thể là chia lại, có thể ví dụ lúc đó giá nó xuống hoặc là nó lên, nhưng mà em nghĩ là bán ra chúng ta nhân giống ra thì chắc chắn là cũng không lỗ đâu, bởi vì mua gần 100 ngàn tép mà. Hoặc là anh em có thể là dùng để chúng ta đổi qua những cái cây kiếm khác cũng được, ví dụ anh em là có kiếm nào khác đẹp đẹp thì chúng ta có thể là đổi qua, bởi vì cây kiếm Hồng An Giang này nó đẹp mà, thì mình có thể đổi cây qua những cây kiếm tương tự cũng được. Rồi, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những clip về những cái giống hoa lan đẹp đặc sắc tiếp theo ha. Hôm nay là kiếm nữ hoàng cánh bầu Hồng An Giang. Rồi, thì em còn số tép đó thôi. Nói chung là cây này nó bán nhanh lắm mọi người, mỗi lần cứ tách ra phát là anh em lại đặt mua. Có những cái tép mà em vừa mới trồng ra cũng có anh em đặt mua, kêu là trồng rồi nhưng mà người ta cũng kêu thôi để nhường anh sưu tầm giống thì thôi nhổ ra lại trồng lại gửi tiếp. Rồi, hôm nay là tách, có lẽ cái chậu này là cái chậu tách cuối cùng ở trong vườn rồi. Nên là anh em nào chưa có giống chúng ta tranh thủ sưu tầm mọi người nha. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những clip về những cái giống hoa lan đẹp đặc sắc tiếp theo trên kênh Lan Rừng Hạt Độc Sa Rá Bắc Tây Nguyên. Thằng này nó đẻ nhanh lắm mọi người, một tép là sau một năm có thể đẻ từ 6 tới 10 thân mọi người nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại cả nhà.